Hello, lời đầu tiên lại cho em xin được gửi lời chào tới toàn thể mọi người trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Nay ở nhà mọi người ạ. Ở nhà tiện thể giới thiệu tới mọi người một cái cây như thế này. Cây này thì nói chung là làm về nhà cũng khá là lâu lâu rồi đó. Dâm ủ thì cây lên hiện tại bây giờ cũng khá là ổn định rồi. Đó, thì giờ em quay cái tổng thể cho mọi người cùng thấy nhá. Đây này mọi người này. Lá lung các thứ là phát triển như thế này rồi đây. Đó, cây này là tán dù nha mọi người nhá. Tán dù tán khá là đẹp luôn. Cái này quay nó đang ngược sáng nắng. Đó, bây giờ mới lấy được nét này mọi người này. Cây này tán dù nha mọi người nhá. Thì tí nữa em sẽ đính kèm cái video lúc làm nó ở trên rừng ở góc bên phía tay trái ở góc phía trên bên tay trái ở màn hình nhá mọi người nhá. Thì em sẽ đính kèm cái lúc mà chinh phục nó ở trên rừng nha mọi người ạ. Đây, tổng thể của nó đây. Cây về nhà đã phát triển ổn định như này. Cây này tán dù khá là đẹp luôn. Cây này chơi lợi y bài luôn ạ. Cây này thì già cân cho mọi người nhé. Đây này, cái mặt phía bên này thì nó nũa nhé mọi người nhé. Nũa mà em cạo nũa ra hết rồi. Cạo nũa ra ngoài cho nó sạch sẽ hết rồi. Bắt đầu vào ấy cho nó rồi. Gốc này thì cũng khá là to, khá là đẹp. Đây em quay sơ một vòng như thế này nhá. Toàn bộ tán tán nó đây mọi người. Rồi thì qua những cái video clip đây, ai mà cảm thấy cây này nó hợp nhãn với mình thì cứ xin liên hệ với em nhé mọi người nhé. Chứng tỏ là cây mà cứ kia nó đục dưới đục lên nó đục mà cây tốt ghê.